Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác trong cà phê ngày mới sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, những lĩnh vực như là trồng người hoặc cứu người thì luôn là những lĩnh vực học rất là đáng quý. Trong khi thì sinh viên sư phạm được miễn phí học phí, còn sinh viên ngành y thì không, cũng đã khiến nhiều người băn khoăn. Bởi thời gian đào tạo thì kéo dài, chi phí học tập cao nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Và mới đây thì Bộ Y tế đã có kiến nghị chính phủ hỗ trợ tiền học phí cho học sinh, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt các ngành chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở. Và đây cũng là mong mỏi của rất nhiều sinh viên ngành y để giảm bớt gánh nặng học tập. Với hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, nguồn thu của cả gia đình chỉ dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ. Để trang trải được các khoản phí cho 6 năm y đa khoa, em Nguyễn Thị Thu Nga đã phải đi làm thêm. Học vất vả cùng với gánh nặng học phí mỗi năm một tăng đã khiến Nga từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Em cũng biết là việc tăng học phí nó là cái điều cần thiết, vì cái quá trình học của chúng em nó rất là dài và cũng cần rất là nhiều dụng cụ, cũng như là thầy cô cũng bỏ rất là nhiều công sức cho chúng em, nên là cái việc tăng học phí thì nó thực sự là một điều cần phải xảy ra. Nhưng mà với sinh viên chúng em, không phải bạn nào cũng có điều kiện kinh tế, gia đình bạn nào cũng có hoàn cảnh ổn định, cho nên là với những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn một chút thì thật sự là gánh nặng khá là lớn với các bạn. Vì vốn là 6 năm thì đã khá là dài rồi, các bạn đã chuẩn bị sẵn một cái tinh thần cho việc học 6 năm dài đó rồi, nhưng mà việc tăng học phí thì thật sự cũng hơi khá là bất ngờ với chúng em. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như Nga ở trường Đại học Y Hà Nội không phải hiếm. Khó chồng khó với nhiều sinh viên khi học phí hàng năm tăng theo lộ trình tự chủ, thậm chí có ngành tăng lên 40%. Khi mà được miễn học phí thì mọi người sẽ có cái tinh thần động lực để học hơn, vì là không còn phải lo đến việc về vấn đề kinh tế của mình nữa. Cũng có cái thêm một cái động lực để mà cống hiến cho cái sự nghiệp mà bảo vệ sức khỏe con người. Thực tế, số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại trường Đại học Y Hà Nội có tỷ lệ cao hơn so với trường khác. Để giảm bớt gánh nặng học phí cho các đối tượng này thì dù nguồn thu còn hạn chế nhưng ngôi trường này vẫn phải dành 25% để miễn giảm học phí hàng năm. Nhận định nếu sinh viên y được miễn học phí là chủ trương tốt, nhưng việc thực hiện thì vẫn còn những băn khoăn, nhất là khi gánh nặng lên ngân sách nhà nước là rất lớn. Theo em là có thể là giữ mức học phí như năm trước, tức là tầm 14,5 triệu. Thì như thế nó cũng khá là phù hợp với bối cảnh chung của các bạn sinh viên y. Còn việc miễn học phí thì em nghĩ là cũng thật sự là chưa hợp lý lắm. Bởi vì các cái phương tiện hỗ trợ cho ngành y thì rất là mắc tiền ấy. Cho nên là nếu mà miễn phí hoàn toàn học phí thì em sợ là cái chất lượng dạy và học nó không được đảm bảo. Miễn giảm học phí chỉ dành cho những đối tượng thực sự cần. Còn lại là phải, đây là trách nhiệm xã hội, mà có đóng học phí thì mới học hành ra nên có trách nhiệm được. Không nên đặt ra cái việc miễn giảm học phí một cách đại trà, mà chỉ miễn giảm học phí cho những trường hợp sinh viên thực sự khó khăn. Thì nhà nước có thể có chính sách, nhưng mà đặc biệt là cộng đồng hảo tâm và chính cái trường đó có chính sách. Thực tế, nếu nhà nước có thêm quy chế chính sách miễn giảm học phí là điều tốt cho người học. Tuy nhiên với các trường học thì học phí là nguồn thu quan trọng bắt buộc các trường phải có, thậm chí phải tăng mới duy trì hoạt động, chưa nói đến phát triển. Trong công cuộc, các trường đại học đều phải tự chủ, thì việc miễn, giảm học phí có lẽ vẫn là một câu hỏi khó thực hiện trong thời gian tới.